Hai các bạn, tình hình là mình vừa mới nhận được cú điện thoại của bạn mình bảo là mình hãy ra siêu thị Coles và Woolworth của Úc ngay để check xem là tình hình nó đang hết sức căng thẳng ra làm sao. Thì bây giờ mình sẽ thử chạy ra để xem nó như thế nào nha các bạn. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh của mình thì hãy subscribe kênh ngay bây giờ. Mình là James, chào mừng bạn quay trở lại với Rùa Quán ngày hôm nay. Hello các bạn, hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy một sự kinh khủng ở tất cả các siêu thị trên toàn hệ thống Úc nha các bạn. Đây, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi để xem bây giờ người dân Úc thật sự coi như đang bị khủng hoảng ra làm sao. Trời ơi, các bạn có thể nhìn thấy không? Gần như tất cả các mặt hàng như thế này đã bị coi như là hết nhãn. Bởi vì trước những đây chỉ có duy nhất sữa là những cái mặt hàng họ không thể nào lưu lưu trữ được lâu thì vẫn còn. Còn lại thì các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ thịt, không còn tí nào. Đó. Điều này là đây là có thể là trong rất nhiều năm hôm nay mình mới có thể nhìn thấy những thông tin những điều như này. Cả toàn bộ mặt hàng này nữa các bạn. Tất cả các mặt hàng về coi như là siêu của họ. Các gian hàng gần như là trống rỗng hết. Tôi không hiểu sao mặt hàng Korea mà cũng hết luôn. Bây giờ các bạn nhìn thấy đó, loạt rất nhiều mặt hàng. Bây giờ đến mặt hàng này, tôi sẽ đi tiếp đến đây. Hàng như snack cũng hết nhãn, thưa các bạn. Ok, và bây giờ đến mặt hàng sữa. Còn đây đến gian hàng nước, đặc biệt là nước uống đóng chai. Thưa các bạn, rất nhiều người họ đã lo lắng nếu như mà cả thành phố bị lockdown thì sẽ như thế nào. Đây là gian hàng về pasta. Thậm chí cả gian hàng về gạo cũng hết, thưa các bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến gian hàng mà chuyên bán những cái đồ gọi là ăn lung tung của họ. Cũng hết. Chúng ta sẽ đến khu những loại rau củ quả đóng hộp. Ở đây là cái khu mà chuyên về những đồ cá đóng hộp, chuyên về đường sữa. Bán tất cả loại thuốc, nước rửa tay, nước súc miệng, đặc biệt là khu nước rửa tay và xà phòng, thưa các bạn, là gần như không còn một tí nào. Cũng may mắn là bỉm cho trẻ em thì vẫn còn làm đôi chút cho những ai mà có các em bé. Toàn bộ các dung dịch tẩy rửa nhà vệ sinh cũng hết nhãn, thưa các bạn. Xà phòng giặt gần như là đã bắt đầu thấy trống rỗng rất là mà. Và đây là hiện nay là chính phủ chưa có công bố gì về việc sẽ lockdown, nhưng mọi người đã quá lo lắng và đã đi mua rất nhiều. Có những khu về chips chỉ cách đây 1-2 ngày nó vẫn còn rất là nhiều, nhưng bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy là nó gần như đã bị vơ vét sạch chỉ trong một ngày. Ở đây là toàn bộ khu giấy thì như các bạn biết rồi, Úc đang trở nên điên cuồng về giấy. Còn đây là khu vực bánh mì. Các bạn có thể nhìn ngay đến cả takeaways, những cái đồ takeaways, place và các thứ plastic đều bị hết nhãn. Đó, vậy là các bạn thấy đấy, tình hình quá căng thẳng và ban căng luôn, không có sắp toang về thật đến nơi rồi. Nên là không rõ tình hình ở các siêu thị bên New South Wales hay là Melbourne, Victoria cũng như các bang khác ra sao. Đây là tình hình diễn biến tại Adelaide như thế này. Hy vọng là các chỗ khác sẽ tốt hơn. Các bạn có thể comment bên dưới để chúng ta có thể nắm bắt được tình hình hơn ở các nơi khác nha các bạn. Thanks.